Chuyển khổ đau thành lợi ích. Sư huynh ơi, hết 1 tiếng đồng hồ chưa vậy hả? Đệ ngồi ở đây thấy buồn ngủ quá à. Quan Hỷ à, sư phụ muốn huynh đệ của mình ngày nào cũng phải đọc sách 1 tiếng đồng hồ là vì muốn tốt cho chúng ta. Bản thân huynh không phải đã ngáp muốn chết đó sao? Huynh hả? Ngày nào cũng đọc đến 1 tiếng đồng hồ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi quá à. Hay là tụi mình bàn lại với sư phụ rút ngắn thời gian lại có được không huynh? Qua nghĩ à, đợi một lúc gặp sư phụ thì chúng ta sẽ nói. Hai con đang bàn chuyện gì đó? Phụ thưa sư phụ. Tường Hòa, con phải cẩn thận nghe chưa? Sư phụ à, không sao đâu. Sư phụ à, chúng con cảm thấy ngày nào cũng học như vậy mệt quá à. Sư phụ có thể giảm bớt còn nửa tiếng được không? Dạ đúng vậy đó sư phụ. Con cứ ngáp hoài không học được gì hết. Có chịu được cực khổ mới là bậc thượng nhân. Dần dần rồi các con sẽ quen thôi. Nhưng mà con... Có động đất phải không? Sợ quá à. Tường Hòa, Quan Hỷ, chúng ta ra ngoài xem thử. À, Chu Ly hả? Thưa sư phụ, người coi nè, cái cây cứng chắc tươi tốt này đã bị ngã rồi. Cũng may là không có ngã trúng người. Vậy coi như con được đi không được rồi. Gai go quá, có thể phải mất 2-3 ngày mới dời nó đi được. Việc này cứ để cho con làm, sư phụ yên tâm đi. Vậy thì cảm ơn chú. Tường Hòa, Quan Hỷ, các con hãy phụ giúp chú ấy. Hả? Thưa sư phụ. Xong rồi, máy nhanh nhỏ cưa xong hết rồi. Bây giờ chúng ta cưa cây thôi. Chú Lý à, công việc này quả thật là mệt đó. Cháu làm hết nổi rồi, mệt quá à. Bây giờ chúng ta hãy cho thêm một chút dầu nữa thì sẽ dời được cái cây này thôi. Đường thông, mọi người sẽ đi lại dễ dàng hơn. Chú Lý à, cái cây này lớn như vậy thì làm sao mà dời được? Không sao đâu, chúng ta chặt những phần nào cản đường trước. Rồi ngày mai mời thêm người đến lăn cái cây này đi. Cái gì? Cái thân cây to như vậy mà phải chặt ra nữa hả? Cái thân to như vậy đại khái là chúng ta cưa từ bây giờ cho đến giờ cơm tối thì mới xong được. Đến giờ cơm tối hả? Vậy còn đến mấy tiếng đồng hồ nữa đó. Đừng có nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta làm thì được rồi. Hai chú cưa bên đó, còn tôi cưa bên này. Bắt đầu đi. Quan Hỷ à, huynh cưa trước. Khi nào cưa không nổi thì tới đệ nha. Ăn cơm đi, đến giờ cơm rồi, nghỉ tay đi. Chị Tiểu Dân, ăn cơm tối hả? Wow, đói muốn chết luôn, nhưng mà vẫn chưa có cưa xong mà. Hai chú cứ ăn cơm đi, cứ để đó cho tôi. Việc này... Không sao đâu, ăn cơm trước đi. Cảm ơn chú Lý. Mày ăn bánh bao. Quan Hỷ, tại sao đệ không cẩn thận vậy chứ? Tôi xin lỗi. Không sao đâu, ở đây còn nữa nè. Sao lại để rớt nữa rồi? Em cảm thấy tay của mình hết sức rồi. Thật vậy hả? Mới làm có 1 buổi chiều mà đã mỏi tay như vậy rồi à. Hai người phải cố rèn luyện thêm nhiều nữa đó. Hai người nhìn chú Lý kìa, chúng ta thật là thua chú ấy nhiều lắm, không có giúp được gì hết đó. Đừng có nói như vậy mà, cha chị đã nói, người chịu được cực khổ mới là bậc thượng nhân. Người chịu được cực khổ mới là bậc thượng nhân. Câu này á, sư phụ mới nói hôm nay đó. Hôm nay chịu khổ nhiều như vậy thì ngày mai mới trở thành hữu dụng với hai người đó. Phải biến sự khổ thành lợi ích mới được. Tôi hiểu rồi. Sư huynh Tường Hòa, sau này chúng ta đọc sách cũng phải cố gắng thêm, không được ngáp nữa đó. Như vậy mới có thể ghi nhớ ở trong đầu, trở thành cái tri thức của mình, có đúng không vậy? Đúng rồi, sau này huynh sẽ cố gắng học. Sư huynh, chúng ta mau đi ăn đi. Ăn xong rồi chúng ta đi phụ chú Lý nữa nghe. Được. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô